Bà Xã Đỗ Huy xin kính chào quý vị. Thì chúc quý vị là không gian trưng bày do câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật Gia Lộc tổ chức, một sân trưng bày cực kỳ đẹp quý vị ạ. Một không gian ấn tượng mà câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật Gia Lộc đã tạo lên. Có rất nhiều những tác phẩm bonsai xuất sắc. Rất nhiều tác phẩm xuất sắc quý vị nhé. Đây là mùa này anh ạ, mùa kia thì lá nó đỏ. Em chào các anh nhá. Ờ, xin chào bonsai Đức Huy. Chào anh em yêu cây trên toàn quốc. Vâng ạ, chào các anh. Anh ở đây thì em không thấy cái biển tên. Thế thì muốn tò mò muốn hỏi anh một chút. Ở đây thì không gian này trưng bày thì anh Hình có trưng bày mấy cây ở đây? Báo cáo với em là anh ở đây thì có một cây. Thì vừa rồi cũng lại giao lưu với anh em rồi. Có duy nhất một cây? Có một cây. Bán rồi? Ừ, bán rồi. Nhường. Còn thì còn lại thì đây là độc cây của anh em trong câu lạc bộ. Thế thì vì cái cơ bản là vườn của anh nó lại bên cạnh. Thế thì thôi, trong lĩnh vực câu lạc bộ thì thôi mình cũng gọi là nhường khách, nhường anh em. Vâng. Đó, nhường một tí. Mình để cây vì nó sát bên nhà rồi. Em biết là anh rất nhiều cây hoàn thiện mà. Thế nên là không gian ở đây thì mới tò mò muốn hỏi anh xem anh có mấy cây. Thế thì cái không gian ở đây, thế thì em cũng đã chia sẻ rồi. Thế và cũng muốn cho quý vị biết những cái tác phẩm của vườn anh. Ừ, nhất trí thôi. Thế thì hai anh em mình rồi. Sang đó mời Đức Huy với lại anh em sang bên vườn mình tí. Vì nhá, vườn anh Hình thì ngay sát cái không gian trưng bày này. Chúng ta sẽ sang ngắm những cái tác phẩm của anh Hình. Đây quý vị ơi, quý vị sẽ đến với từng tác phẩm của anh Hình. Thì cho quý vị là một cái tác phẩm anh cũng vừa làm xong. Cây hoàn thiện hết rồi quý vị ạ. Xuân Hình cây cảnh. Cây này thì với cái chiều cao cao khoảng 60 phân anh Hình nhỉ? Ờ, tầm 60-65 phân. Cây này là mình cũng tạo dựng được chuẩn bị là năm thứ 6 rồi. Vâng. Tháng 12 này là năm thứ 6. Bộ rằm rất đẹp, làm rất đẹp của mình nhỉ. Đấy, mình mua về là mình cắt từ đây này. Cổ từ đây này. Đấy, cắt cổ từ đây này. Và là dựng theo ý mình ấy. Form đẹp quá quý vị ạ. Đấy, vườn anh Hình rất nhiều. Đấy. Một cây trực hoành. Form cực kỳ đẹp. Và vườn anh ấy nhiều lắm quý vị ạ. Chúng ta sẽ chiêm ngưỡng một số những cái tác phẩm đặc sắc ở vườn anh Hình. Anh ơi, hình như vườn anh thì anh cũng mới làm cây rồi đúng không? Ừ, anh chưa làm đồng loạt đúng không? Đúng rồi. Anh thì cứ nó không theo cái tính đồng loạt mà mình cứ sáng ra hoặc chiều sáng chiều tối mình lại tranh thủ. Đấy, làm tí sáng. Đấy, còn ban ngày thì có khi là cứ đi chơi đi, các anh em cứ ngồi chơi cứ tí sáng xanh quê, bất kể lúc nào anh nào. Xanh quê. Cây này vũ phúc ấy. Già lắm quý vị ạ. Đây, nó đang ra lá, nó đang non, nó phải xanh kít cơ. Tháng nữa thì cái lá nó xanh kít thì nó mới đẹp. Và còn rất nhiều những cái tác phẩm của vườn này. Thưa quý vị, là một cái tác phẩm xanh cổ. Một cây xanh cổ cực kỳ già. Và quý vị nhìn thấy những cái nét thời gian, nét tràn trậu này. Quý vị đủ hiểu cây này già thế nào. Bên cạnh đó còn rất nhiều những cây mà anh Hình đang xây dựng. Quý vị nhìn thấy này, những cái cây như thế này hoàn thiện được khoảng đâu đó khoảng 80% rồi. Và những loạt cây này anh ấy có nhiều lắm quý vị ạ. Cây với cái chiều cao thì đâu đó khoảng 70 phân, sấp xỉ 70 phân. Một cây nhiều thân. Đại này, cây nó cũng phải khô như này. Chú thấy không? Đấy. Hai hôm nay không tưới rồi đấy.
quắt một quạt. Ừ. Ừ. Quắt một quạt lại. Thời tiết này mà hai hôm anh mới tưới một ngày nó co đất. Cái sông của ai nó co này. À co đất này. Này nó mới săn cây nó mới khỏe. Xun cây vào luôn. Người ta vườn cây này của anh Hình thì được cái là dãi nắng dãi gió nhỉ. Nó co được như này tốt lắm đâu ạ. Vì là chiều tối nó lắng nhá. Đúng. Xong nó nóng ở đây nhá. Nóng. Thế xong cái hơi nó bốc ra, cây nó lên tốt. Cái này nó mới săn này. Đấy. Nó nhanh già. Cứ khi nào mà đất nó co này là cây nó bắt đầu nó biến mạnh. À. Ừ. Cứ đất nó co được, nó bay hết cái hơi nóng. Thế ạ. À. Tuyệt vời. Đất co này, đúng không? Chứ còn nó cứ đầy thì thế này đấy thì nó không thoát được cái hơi nóng. Nhưng mà làm sao lại cái đất này co tự được? Tự nhiên nó co. À, tự nhiên co được. Ừ. Bao giờ nó tầm này thì nó mới yên ổn này, thì bắt đầu nó mới biến mạnh. À. Đấy. Cái cây anh mới cắt kiện thế đấy, nó co hết lại xong đợt vừa rồi anh thay sang chậu nó mới thế đấy. À à. Cái cây này vừa rồi cũng co lại, xong anh lại vừa vuôn thêm một lần nữa. À cây này cũng co, co đất lại đúng không? Ừ, nó cứ co hết xung quanh lại. Quý vị chiêm ngưỡng những cái tác phẩm anh đang xây dựng. Những cây này của anh Hình thì em nghĩ là cũng rất nhiều cây hoàn thiện. Nhưng mà anh thì khoảng sang năm thì anh cũng có phải có vài chục cây hoàn thiện. Yeah. Ừ, thế nhưng mà cái cơ bản là cứ hòm hòm đến tầm 7-8 thành rồi thì lại giao lưu. Anh em lại đến tham gia này. À. Được ít cây giữ lại được lắm. Đây là như cây này của anh này. Ừ. Thì có những cái nét bọn sao đấy cảm nhận là cái nét cực kỳ đặc biệt. Quái. Đấy, cây này thì anh dựng được 3 năm rồi đấy. Cây này thì không có cái cây thứ hai mà lại có những cái đường nét như này. Ngày trước anh ơi, trong này thì anh đang cái này như này, cái này nó là cái gì này. Đây em ạ, thì ngày xưa là thân của nó chính là đây. À thân chính ở đây. Thân chính ở đây nhá. Vâng. Thế vâng, thì vâng. Có một cái tay như này, thế thì cái ông chủ trước ấy là ông ấy cắt đi để ông ấy trồng vào cái thùng sơn để cho cái đoạn nó đỡ to. À. Thì nó bắt cái rễ này nó phải lui. Vâng. Thế thì về là anh đập hết đá đi, đấy, đá ngày xưa cái nối ngày xưa mà, thế thì anh ken lại đá, thế thì anh mới đắp, anh vẫn để cho nó sống bằng cái này nhưng mà sống hãm lại cho nó bé lại. Vâng. Để cho cái này nó dần dần nó phát triển lên, cho nó to lên. Vâng. Chứ nếu như mình mà cứ để mình nuôi cái này thì rồi cái thân này nó sẽ bé. Đấy, cho nên hãm ở trên đấy đi để cho cái phần này nó bắt nó phải to lên. Đấy, nhưng mà anh 3 năm là đã thấy cái chỗ này nó rất to, thì chưa có bé lắm. Nhưng phải ghi nhận là cái chủ cũ ấy đã đột phá cắt cái thân này đi. Cắt cái thân này đi. Đấy, tạo lên những cái đường chuyển này. Đúng rồi. Khi người ta mới cắt được thì cái rễ nó mới bé bằng tí thôi, thì bằng thế này thôi thì vâng. Là bắt đầu là người ta trồng vào thì là anh mua. Vâng. Đấy. Và bắt đầu anh mới chế cái lợm này đây. Cái tác phẩm này của anh nó là cây long cuốn thủy. Long cuốn thủy. Ừ. Đây nó tượng trưng cho đường thân này, đường thân rất ấn tượng quý vị nhá. Thì sau này cái nguồn sống qua đây thì sẽ cái thân đúng này rồi. Sẽ to ra. Đúng rồi. Đấy. Cây này thì rất nhiều anh em hỏi từ năm ngoái đến giờ. Thế nhưng này mà vì là có cây những cái điểm này... đặc biệt quý vị. Quý vị nhìn thấy này, có những cái điểm cực kỳ đặc biệt. Rồi, rồi nó vào xương anh ấy đang xây dựng thì bóng mái là đầy đủ hết rồi. Anh bỏ cho em cái ô được không? Được. Đấy, tầm này bỏ được rồi. Đấy, quý vị nhìn thấy này. Cây này với cái chiều cao thì cao song xuôi cao khoảng 1m2 anh nhỉ? Ờ. 1m2 đấy. Nhìn cái bóng mái cái xếp này, tầng tầng lớp lớp, rất đẹp. Hiện nay thì còn một chút mầm thở quý vị nhá. Chứ còn cây này khi mà xong xuôi đâu đấy thì nhìn bóng mái đẹp lắm, xếp tàn đẹp. Thế cái ý tưởng của mình nó biểu diễn nó chưa được hết, cho nên là anh em vừa rồi là cũng gạ từ năm ngoái giờ. Đấy, cứ bỏ nhượng lại, thế nhưng mà vì cây này là mình đang muốn để chinh phục. Có cái tác phẩm này nó lạ, nó không bị chạm hàng thì mình muốn chinh phục nó. Chứ nếu cây này giao lưu thì từ năm ngoái rồi. Em thích những cái nét đồng điệu này, đuổi nhau. Đấy. Đẹp quá. Đây là một cái tác phẩm, một cái điểm nhấn ở vườn này của anh Hình. Cây thì gần hoàn thiện thôi. Nhưng đây là một cái tác phẩm nghệ thuật cao. Chúng ta sẽ đi cùng đi ngắm tiếp quý vị nhé. Đây là những tác phẩm hoàn thiện rồi này. Những cây tầm trung của anh Hình, nhiều cây xuất sắc lắm quý vị. Dạ, bao giờ? Bóng tàn đẹp không quý vị?
Anh ơi, hai cây này có thể chơi một đôi được này anh Hưng nhỉ? Ừ đúng rồi. Anh đúng đang chơi một đôi đấy. Thì nay mai anh cho cây này ở giữa, xong hai cây nó chồng vào nhau. Đấy, chơi bộ ba. Nó cùng size. Chiều cao có và hai cây này thì đều có cái cành phóng mà quay vào nhau. Thì tại sao Bosa Đô Huy lại thắc mắc, bởi vì anh Hinh có rất nhiều cây hoàn thiện nhưng cái sân trưng bày của câu lạc bộ thì thấy không có cây của anh nhiều. Nhưng mà quý vị sang đây quý vị sẽ thấy bất ngờ, bởi vì không gian vườn của anh ấy nhiều cây hoàn thiện lắm, nhiều cây đẹp lắm. Và những cái tác phẩm thì tự tay anh ấy tạo tác xây dựng từ đầu. Cây này hay quá quý vị này. Quý vị thấy chính cái rễ này đã tạo lên cái điểm đặc biệt cho cái cây này. Ngoài cái form dáng đẹp ra, bóng dáng bắt mắt ra, thì còn những cái điểm nhấn, đó là cái thân hoành và cái đường rễ. Đó là cái điểm kỳ ở cái cây này. Quý vị biết là người nghệ nhân giỏi thì sẽ sáng tạo ra nhiều những cái đường nét đặc biệt. Ông có ăn được chua không? Không. Tăng cường vitamin C. Thôi, cảm ơn thôi. Cháu là cứ thỉnh thoảng cháu vẫn phải ăn để tăng cường vitamin C đấy. Chào ông ạ. Vâng, xin chào. Ông là gần 90 rồi đấy. Vâng ạ. Nhưng mà yêu cây, yêu cây lắm. Vâng ạ. Ông là ông Yên. Ông Yên là đam mê cây. Vâng ạ. Ông gần 90 tuổi. Ông ở trên câu lạc bộ Thành Đông rồi đấy. Gần 90. Ông câu lạc bộ Thành cây nào mà phong độ lắm đấy. Vâng ạ. Mấy năm trước ông đi sục sạo lắm, xe máy là đi một mình ông đi xe, ông đi các nơi đấy. Thế à? Có là 2 năm nay là ông yếu rồi là ông, nhưng mà cứ thấy đến cái nào ông thích lắm. Ông yêu cây. Gần 90 tuổi mà ông rất là yêu cây, vẫn đi ngắm cây. Cái xin này của anh Hinh chưa, anh Hinh chưa cắt hả? Ừ anh chưa, đây anh đang vào đây cắt. Quý vị ơi, cây này của anh ấy để nó cắt ra thì ngắm đã lắm quý vị ạ. Cây này nó xấu. Đây là một đồ chơi của anh đấy. Sai cây cao 60 phân anh Hinh nhỉ? Ừ. Cắt cây này thì đang ở trong cái chậu tàu khoảng 80 phân. Đúng rồi, 80. Của vì 80. À. Đây là đồ chơi. Còn rất nhiều nhá, rất nhiều những cái đồ chơi của anh. Giấc này nó đang bận quá chứ, cái giấc này mà mình làm được, mà mình phơi được nắng thì đẹp quá. Cái tầm này là làm cây là đẹp nhất anh Hinh nhỉ? Đúng rồi, làm cây phơi. Quý vị ấy, tầm này quý vị sắp xếp với công việc, cái thời điểm này đó, làm cây phơi ra đẹp nhất. Tuyệt vời đấy. Sáng nếu cái mấy ngày đầu chúng ta cắt ra ấy, anh không nhận không? Đúng rồi. Cắt hết lá chúng ta nên che một chút. Đúng rồi, đúng rồi. Che một tí. Mình che cái lúc cao điểm nhất. Cao điểm nhất. Ừ, còn lại bỏ ra là đẹp lắm, già gì. Tầm này thì cây được phơi ra đẹp lắm quý vị ạ, cái màu da đẹp. Đây những cái cây sau này cũng là cái form đẹp này. Phải nói là cái hàng tầm trung của anh Hinh. Có thể là một cái lứa này trong khoảng một năm tới sẽ cho ra lò một cái dàn cây cũng phải đến vài chục cây đẹp xuất sắc. Anh bị anh em nó yêu quý quá đâm ra nó mất nhiều, bán nhiều tiền thôi, cũng thích đấy nhưng nhiều lúc nghĩ cây cũng tiếc thật, không đi mua được bây giờ, ít mua nhưng mà anh có thế mạnh là anh làm được. Ừ. Thế nên là anh đây như cây này đã san sẻ cho anh em thì xong thì xong thì mình lại xây dựng lên. Đây cây này quý vị ơi, chỉ cần trái chuốt vào cái nó khác ngay. Cây này thì em nghĩ là một trong những cái tác phẩm mà anh đang xây dựng này. Ừ. Có lẽ là cái cây mà xuất sắc nhất đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Nay mai nó thành thì nó xuất sắc lắm. Giờ chỉ cần quý vị ơi, đây là cái tác phẩm cao đâu đó khoảng 80 phân quý vị nhá. Một cây nhiều thân, dáng là cái tán tầng nó phá ra đấy. Nhưng mà cây này thì có những cái nét đặc biệt không quý vị? Đưa lên cái chân bệ nó cao lên một tí nữa đẹp. Chân bệ cao này, vào một cái chậu đẹp nữa. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Đấy, đây là cái tác phẩm mà làm đá thì lúc ấy anh làm đá anh cứ thay chậu quá hết rồi. Đấy ngoài rồi. Đây như một cái con phôi này anh rất thích. Đây con phôi này hôm ấy em xuống là hình như chưa có rồi. Con này là anh mới lấy được. À cây này hả? Cây đây. Hôm em xuống là cây kia có rồi. Còn cây này hình như chưa đúng không? Cây này anh mới lấy được. Ừ. Hôm ấy là em đã lấy con này chưa? Hình như là cũng có rồi. Có rồi hả? Vâng. Đấy, như con này là anh cũng thích lắm. Con này 5 năm nữa thì nó kinh điển lắm.
một cây năm thân đúng không? Năm thân. Này cũng cắt chuyển được một hai nhịp rồi này. Đúng rồi. Cổ 5 năm nữa. 5 năm nữa. Nó lực cây, cây nó bóng nó rộng. Đây nó lên nhanh thế, vừa mới đưa dây vào tí đã lặn rồi. Đây có biết này, cổ ngọn cũng đã được có mấy rồi. Mấy tuần, 3 4 tuần đã lặn lại rồi này. Đấy. Lại phải dã. Nó đang yên này, nó lên kinh này. Cái tầm này nó tập trung vào cái mảnh mầm, mấy mầm chính này, phát đúng triển rồi. Mạnh lắm. Đấy. Chất con này nó cũng đẹp, da nó dày nó sướng. Vừa nãy nghe nhiều lắm quý vị ạ. Số đường cây của anh Hinh này chắc là liệu có đếm được không anh? À đếm được, vẫn đếm được. Khoảng cây nào mà thậm chí là anh mua cây nào, bao nhiêu tiền và mua thời điểm nào anh cũng biết hết. Hiện nay không gian của anh có khoảng mấy trăm cây? Anh khoảng 140 cây. À 140 cây. Từ cái cành mà anh mua 1 triệu hoặc 2 triệu anh nhớ. À. Mà thậm chí còn nhớ mang máng là cái tháng nào cơ. Thế chưa nói đến ngày. Chứng tỏ là mình nhớ mà quan tâm hết đúng không? Vì là căn bản là mình giờ mình có làm cái gì đâu, ngoài cái cây ra mình chả làm gì cả. Nên là bây giờ là chỉ có trông nom hoặc chơi mấy cây thôi mà. Cây si là... này của anh Hinh này. Ừ. Đây cũng là cây si đẹp này. Con này cắt đi cũng đẹp lắm chú ạ. Nó cây cổ nó nằm ở cái non bộ. Đấy chú chơi đấy, đồ chơi đấy. Nó từ ngày xưa mà. Ừ, đấy cái vết tích cổ này. Vết tích ấy. Gạch gạch phòng nhá, ngày xưa nó chỉ có gạch phòng thôi. À. Đấy, chứ đừng có nói gạch phòng mới xỉ thôi. Đấy đồ chơi nó đấy. Là một cái non bộ. Mà chú trông này, thấy con chuột con yến. Vâng. Con chuột. Anh ấy ở phía trước ấy, em nhìn thấy một cái cây đúng rồi. Cây này đang xây dựng này. Ờ, cây này này, cây này xây dựng được 3 năm rồi đấy. Anh xây dựng được 3 năm rồi. Đấy. Cái này sau cũng đẹp này. Lắm mấy chú ạ. Sau này thì anh có tính có đấy, lên đá không? Anh có lên khoảng độ 30 phân đúng không? Đúng rồi. Thì nó mới nổi lên được chứ bây giờ nó đang. Mình nhìn thấy một cây này của anh ấy sau là lên đá khoảng độ tầm 30 phân là cây này rất là đẹp nhá. Anh có hai cây này, một cây cũng giống như này nữa, một cây lùn ở bên đấy bên kia. À thế hả? Đấy, nó cũng lại chơi một đôi lùn này. Đây. Lùn như mà các bông diễn mạch lạc. Ừ. Không bí quá. Ừ. Đây, còn nhiều lắm quý vị nhá. Thì Bonsai Đá Huy hôm nay đang có mặt ở không gian trưng bày do câu lạc bộ cây cảnh Gia Lộc tổ chức. Thì không gian trưng bày ngay cạnh vườn anh Hinh. Thì anh Hinh và em Tịnh thì là hai nhà vườn ngay sát nhau. Và cái không gian trưng bày thì ngay cạnh vườn anh Hinh. Và quý vị không đến tham quan cái không gian trưng bày thì quý vị cũng biết được là vườn anh Hinh cũng có rất nhiều cây. Đây là đấy, chủ nhiệm câu lạc bộ cây cảnh Gia Lộc quý vị nhé. Đây, ở đây còn rất nhiều nữa quý vị này. Cây thì hoàn thiện, cây thì gần hoàn thiện. Cây này là mới mua. Cây này là hôm lên phố lối, lên chỗ anh Thắng phố lối. À, giao lưu mới lại em Bắc. Em Bắc một cây. Vâng. Cây này là mới. Mới lấy cây này. Cây này nữa. Cây này nữa. Cây này, à, cây này là mới mua à? Giao lưu với em Giới. À, phó chủ nhiệm. Vâng. Đây là cây đấy, gần anh hoàn thiện mà này. Cây những cái dòng này anh trái chuốt vào cái thì nó khác ngay. Cái là nó thứ nhất là nó nhiều việc, thứ hai là giờ nó cái tầm này đã nhẽ ra là phải làm nhiều đấy. Anh em nó cũng cứ gọi làm nào cũng được phải đi mỗi hôm chỉ bóng mái sau. Anh em cảm nhận anh Hinh làm bóng mái bay mà mỏng nhỉ. Là rồi nó vào sương muối chú ạ. À đây này. Sương muối anh vừa phải phun đấy, phun không nọ rồi. Đây này quý vị, sương muối một tí này. Sương muối nó vào nó quằn lên lá này. Vâng. Cây này là cũng bị sương muối một chút này. Đó. Mấy cây liền, mấy cây bị sương muối. Đi. Em mua ra nhá. Anh khả năng thì em sẽ xin phép chào anh đi nhá. Xin chào Bonsai Đá Huy. Chào, thưa quý vị, Bonsai Đá Huy chia sẻ cho quý vị một cái thước phim để quý vị được chiêm ngưỡng, được cảm nhận vườn cây của anh Hinh. Và đến đây thì xin phép quý vị được dừng lời đây. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi, xin chào Bonsai Đá Huy nhé.